Coca có đôi dép đẹp quá con ạ. Ôi, Coca, đưa mua xem nào. Xem có phải dép cụ Hồ không nào. Ôi, đẹp quá. Trời ơi. Chất liệu bằng cát tông. Ôi, cát tông siêu bền. Quá là đẹp. Trời ơi, lại được dán bằng cái lớp băng dính siêu siêu dính như này đó. Cẩn thận mà nó dính vào chân con nhé. Đấy. Quay ra đây, quay ra đây. Quay. Chụp ảnh. Quay. Xem con làm cho nói đấy bà. Không có học không, con vừa học xong. Con ơi, dép có đẹp không con? Đẹp đấy. Đẹp không? Ừ, đẹp lắm. Đẹp quá nhỉ. Ôi, yêu chi. Ừ. Ai làm cho con đây? Chính mi. Ờ. Con có yêu cái đôi dép đây không? Ờ, từ đầu từ nay đi đâu nhớ là đi ra mà ví dụ đi rửa chân hay là gì là phải đi dép đấy còn nhá, đi ra chỗ nào ướt ướt là phải đi đôi dép đấy còn nhá. Ừ, nó thấm nó ướt nó không ướt chân.